Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 29 tháng 7 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, mưa dông được dự báo vẫn hiện diện tại các tỉnh thành miền Bắc trong 2 ngày tới, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Mưa dông ngắt quãng trong ngày và có lượng khá hơn, thường tập trung trong khoảng chiều tối và đêm. Đợt mưa lần này kéo dài nhiều ngày nên bà con vùng núi tiếp tục cảnh giác cao với khả năng có lũ lên trên hệ thống các sông suối, sạt lở đất đá. Ngoài ra, vùng đồng bằng và ven biển cũng cần đề phòng với khả năng ngập úng cục bộ gây trở ngại đến các hoạt động giao thông. Thời tiết tại các tỉnh thành miền Bắc sẽ tốt hơn từ đầu tháng 8, mưa lớn giảm nhanh. Từ ngày 1 tháng 8, mưa vừa đến mưa to không còn. Tuy nhiên, rải rác vào lúc chiều tối, vùng núi vẫn xuất hiện mưa rào và dông. Còn về nền nhiệt trong hôm nay và 2 ngày tới, thời tiết tại Bắc Bộ còn khá mát mẻ khi nhiệt độ không vượt quá 32 độ. Sau đó, bắt đầu từ ngày thứ Tư giữa tuần sau, ban ngày mưa giảm nhanh, ban ngày trời nắng nên nhiệt sẽ tăng thêm 2-3 độ, trưa chiều giao động từ 31 cho tới 34 độ. Cảm giác oi nóng tại khu vực đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội. Xuống đến miền Trung, nằm ngay sát dải mây dông phía Bắc nên trong hôm nay và ngày mai, từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế tiếp tục nhiều mây, có mưa rải rác. Trong đó, hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An còn xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to. Sau đó, từ ngày 31 tháng 7 sang đến ngày 1 tháng 8, toàn vùng trời khô ráo và nền nhiệt độ tăng dần trở lại, cao nhất có thể chạm mức 35 độ. Trong khi đó, các tỉnh thành còn lại của miền Trung từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trong 3 ngày tới, mưa rào cũng chỉ xuất hiện cục bộ vào lúc chiều tối. Ban ngày là trạng thái thời tiết ổn định, có nắng và nhiệt độ tăng lên trong khoảng từ 33 cho tới 36 độ. Chịu ảnh hưởng đơn thuần của gió mùa Tây Nam dự báo trong chiều tối nay và chiều tối mai, mặc dù không có mưa lớn như các tỉnh miền Bắc, tuy nhiên vào lúc chiều tối và đêm, mưa dông tiếp tục xảy ra nhiều nơi tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong cơn dông, người dân cũng cần cảnh giác với khả năng có dông sét và gió giật mạnh. Sau đó, sang đến ngày 31 tháng 7 và 1 tháng 8, gió Tây Nam hoạt động yếu hơn, mưa dông sẽ giảm về diện và cường độ tại các tỉnh thành phía Nam. Ban ngày trời có nắng nhiều, nhiệt độ tăng thêm khoảng từ 1 cho tới 2 độ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ ngày 30-31 tháng 7 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Đề phòng khả năng có lốc xoáy, gió giật mạnh và sạt lở đất đá. Nhiệt độ trưa chiều giao động từ 28 cho tới 31 độ. Ngày 1 tháng 8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ tăng lên mức từ 30 cho tới 33 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày 30, ngày 31 tháng 7 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Đề phòng có lốc xoáy, gió giật mạnh, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp. Nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá 32 độ. Mùng 1 tháng 8, mây thay đổi đến nhiều mây. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Mức nhiệt tăng lên từ 31 cho tới 34 độ. Lui xuống khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế, ngày 30 mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Riêng phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to, đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông, nhiệt độ từ 29 đến 32 độ. Sang đến ngày mùng 31 tháng 7 và mùng 1 tháng 8 mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, mức nhiệt tăng dần, cao nhất ngày mùng 1 tháng 8 đạt mức từ 32 cho tới 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận 3 ngày tới mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ trưa chiều mai giao động từ 32 cho đến 35 độ, 2 ngày tiếp theo tăng thêm khoảng 1 độ nữa. Trở vào Tây Nguyên, ngày 30 chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Sang đến 2 ngày tiếp theo mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, mức nhiệt tăng lên từng ngày, đến ngày 1 tháng 8 đạt mức từ 29 cho đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ ngày 30 mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Sang đến 2 ngày tiếp theo mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, mức nhiệt cao nhất ngày không vượt quá 34 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, 2 ngày tiếp theo có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, đề phòng có lốc xoáy, gió giật mạnh và ngập lụt ở vùng trũng thấp, nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá 32 độ. Sang đến ngày 1 tháng 8, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, mức nhiệt tăng lên từ 31 cho tới 34 độ. Trên biển, khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, tầm nhìn xa thông thoáng, gió chỉ đạt ở mức là cấp 4, thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền. Còn với khu vực quần đảo Trường Sa tiếp tục có mưa dông, gió Tây Nam mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 8, biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền. Bản tin thời tiết trưa nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.